thực hiện chủ trương phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững. Thời gian qua, tỉnh Con Tâm đã triển khai nhiều chương trình đề án giải pháp thực hiện các hoạt động sản xuất lâm nghiệp, qua đó góp phần đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn. Trong chiến lược phát triển lâm nghiệp bền vững, giải pháp quan trọng hàng đầu được tỉnh Con Tum triển khai là phát triển rừng gắn liền với sinh kế của người dân, cụ thể là các cộng đồng dân tộc thiểu số Đến nay, các ban quản lý rừng, các công ty lâm nghiệp đã thực hiện giao khoán bảo vệ cho 13 tổ chức, 335 cộng đồng, 234 nhóm hộ và hơn 2.580 hộ gia đình hỗ trợ bảo vệ rừng đối với diện tích đã giao rừng nhưng chưa được hưởng lợi cho 11 cộng đồng với trên 7.935 hectare. Bên cạnh đó, từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh Con Tum cũng đã triển khai trồng mới được 2.125 hecta khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên trên 2.000 hecta góp phần duy trì và nâng cao độ che phủ của rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.